ngoại hình của máy đây anh nhé. Đây ạ. Có hơi xước nhẹ ở chỗ này ạ. Máy đã qua sử dụng nên là không thể tránh khỏi xước xát một chút ạ. Còn lại thì tổng thể máy khá là đẹp. Các cạnh của máy không có bị va đập hay cấn móp gì cả anh nhé. Màn hình của máy ạ, bên em có tặng kèm miếng dán màn vậy ạ. Có hơi xước nhẹ ở chỗ này, em để dưới ánh đèn thì mình mới nhìn thấy thôi. Còn không thì mình vẫn sử dụng bình thường, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị của máy anh nhé. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam trước ạ. Cam sau đây ạ. Mic thu lại ạ. Loa của máy ạ. Âm thanh con này khá là hay đấy ạ. Ổ cứng 128GB ạ. ID của máy ạ.